Xin chào tất cả các bạn. Nhắc đến Singapore thì không ai không biết rằng đây là quốc đảo có nền giáo dục đào tạo chất lượng, có thể sánh ngang với các nước phát triển trên thế giới như Mỹ, Úc, Canada. Tại Singapore tập trung rất nhiều trường học nổi tiếng về chất lượng và uy tín trên thế giới. Trong đó bạn không thể bỏ qua trường Kaplan Singapore, là một trong những lựa chọn hàng đầu tại Singapore. Các bạn hãy tham dự ngay tuần tham vấn du học Singapore tại Học viện Kaplan, cơ hội nhận những suất học bổng của các trường đại học hàng đầu nước Úc. Thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, ngày 19 tháng 3 năm 2018 đến ngày 24 tháng 3 năm 2018, sáng từ 9 giờ tới 11 giờ và chiều từ 15 giờ tới 17 giờ. Địa điểm: văn phòng công ty Tân Đại Dương, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đăng ký ngay với số điện thoại 028 38 48 4879, 028 38 38 2080, 099 569 3574, 099 627 629. Được thành lập vào năm 1989, trường Kaplan Singapore là một tổ chức giáo dục uy tín của khu vực, cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo, được Hội đồng Giáo dục Tư thục Singapore cấp chứng nhận EduTrade 4 năm, là chứng nhận đánh giá về chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất, khả năng quản lý tài chính, thành tích và sự phát triển của giáo viên, sinh viên. Khi học tại trường Kaplan Singapore, các bạn sẽ được học trong một hệ thống giáo dục quốc tế với chất lượng hàng đầu thế giới, và các bạn còn có cơ hội chuyển tiếp sang các trường đại học danh giá tại Úc, châu Âu. Qua các chương trình liên kết và hợp tác của trường, các đối tác của Kaplan đều là các trường hàng đầu tại Anh, Úc, Mỹ, Đại học Medus Úc, Đại học Royal Holloway Anh, Đại học Nutumbia, Đại học Quốc gia Ireland Anh, Đại học Portsmouth Anh, Đại học Birmingham City Anh. Uy tín của trường được công nhận qua các giải thưởng như Top 1 trường tư thục đào tạo cao đẳng tốt nhất, Top 1 trường tư thục đào tạo cử nhân tốt nhất, Top 1 trường được yêu thích nhất tại Singapore, Top 3 trường tư thục tốt nhất, giải thưởng vàng dành cho các hạng mục Higher Education. Kaplan Singapore sở hữu hai khu học xá rộng hàng trăm ngàn feet với 75 phòng học được trang bị máy lạnh, phòng lab máy tính, thư viện tham khảo rộng lớn, phòng thư giãn cho sinh viên. Kaplan Singapore đào tạo nhiều chuyên ngành đa dạng với các bậc học từ chứng chỉ cao đẳng, cử nhân đến thạc sĩ và MBA, cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tìm được việc làm tốt sau khi tốt nghiệp. Chương trình chuyển tiếp linh hoạt cho phép sinh viên đang học tại các chương trình cao đẳng đại học được dạy bằng tiếng Anh 100%, được xét chuyển tiếp học thẳng 16 đến 18 tháng để lấy bằng cử nhân tại Kaplan Singapore. Đặc biệt, sinh viên quốc tế không có bằng cấp tiếng Anh có thể tham gia vào các khóa học tiếng Anh tại trường, tương đương với yêu cầu bằng cấp đầu vào trước khi học khóa chính. Trường có tới 120 giảng viên từ các trường đại học đối tác thường xuyên giảng dạy tại trường. Mỗi chương trình ở Kaplan Singapore được quản lý bởi một tư vấn viên giúp hỗ trợ trong suốt thời gian theo học. Trong suốt năm học hoặc kỳ học cuối, Kaplan Singapore luôn tiến hành các buổi workshop miễn phí cho sinh viên. Các buổi workshop này chú trọng vào việc rèn luyện các kỹ năng như kỹ năng phỏng vấn, viết CV, mẹo thu hút các nhà tuyển dụng. Các buổi workshop được thiết kế sinh động và gắn với thực tế, giúp sinh viên có thể tự tin tìm kiếm công việc tại Singapore. Chi phí học tập và sinh hoạt tại Singapore chỉ bằng 1/2 so với các nước Anh, Úc, Mỹ. Hơn thế nữa, trường còn liên kết, hợp tác với các trường danh tiếng trên thế giới như Anh, Úc, Mỹ. Vì vậy, mặc dù học tại Singapore, sinh viên vẫn có thể nhận được bằng cấp chính thức từ các trường tại Anh, Úc, Mỹ, mà chi phí học lại rẻ hơn nhiều khi du học trực tiếp tại các nước đó. Trong quá trình học, sinh viên có thể lựa chọn chuyển tiếp sang học các trường tại Anh, Úc, Mỹ dễ dàng. Ký túc xá của trường đáp ứng tốt về cơ sở vật chất, đời sống văn hóa tinh thần và còn tạo môi trường cho sinh viên tự rèn luyện khả năng tự lập, ý thức trách nhiệm với tập thể, cộng đồng, nhằm góp phần rèn luyện đạo đức, lối sống và bồi dưỡng nhân cách cho sinh viên. Ngoài ra, ký túc xá còn có đội ngũ bảo vệ, nên các bạn có thể yên tâm khi ở tại ký túc xá. Đặc biệt, ký túc xá cho phép các bạn nấu ăn, giúp các bạn có thể tiết kiệm chi phí của mình hơn. Kaplan Singapore không chỉ mang đến những chương trình học cùng với trang thiết bị hiện đại, mà trường còn mang tới những hoạt động ngoại khóa bổ ích, giúp cho các sinh viên được thỏa thích tham gia các môn thể thao mà mình yêu thích như bóng rổ, cầu lông, bóng đá với trang thiết bị hiện đại.
lợi ích khi bạn tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Bạn có thể tự do chọn những gì mình thích. Bạn sẽ được giải trí, tham gia thể thao một cách lành mạnh. Không những thế, bạn sẽ có thêm cơ hội để kết giao và mở rộng mối quan hệ bạn bè. Đặc biệt, đây là cơ hội để các bạn có thể cọ sát và tích dần kinh nghiệm cho bản thân. Trường còn tọa lạc tại trung tâm, thuận lợi cho việc đi lại, có khu trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán ăn, cửa hàng tạp hóa, tiện lợi cho cuộc sống sinh viên. Đặc biệt, trường Kaplan Singapore có nhiều học bổng đào tạo nhân tài mỗi năm. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương theo địa chỉ chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh với số điện thoại 028-3848-4879 hoặc chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 với số điện thoại 028-3838-2080. Lưu ý, Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội.